Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau hơn 5.000 quân Trung Quốc thiệt mạng và bị thương ở Hoàng Sa trong chiến dịch bão lửa tái chiếm Hoàng Sa của lực lượng hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, chương trình thời sự của chúng tôi ngày hôm nay sẽ tiếp tục gửi đến quý vị chiến dịch mang mật danh bão lửa của lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa nhằm tái chiếm quần đảo Hoàng Sa. Theo ý nguyện của tướng Lương Xuân Việt và hầu hết người dân Việt Nam cả trong và ngoài nước. Khi gần 50 năm qua, quần đảo này đã bị Trung Cộng kiểm soát bất hợp pháp bằng vũ lực. Và đây cũng là những nội dung chính mà chúng tôi muốn truyền tải đến cho quý vị trong bản tin thời sự ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe thưa quý vị như trong các bản tin trước chúng tôi đã từng đưa trong đợt tấn công lần hai của lực lượng hậu duệ nhiều tàu chiến của Trung Quốc đã bị biến thành đống sắt vụn trong khi tàu tuần dương hạng nhẹ Lôi Châu 6 bị thủng một lỗ bởi ngư lôi bị hư hại nhưng vẫn tiếp tục hoạt động tàu khu trục Quảng Tây bị lật úp còn tàu khu trục Quảng Đông bị hư hỏng nặng chiếc tàu sửa chữa neo đậu bên cạnh chiếc Hải Nam 2 bị hư hỏng nặng và mắc cạn. Tàu chở thủy phi cơ cũng bị hư hại. Tàu khu trục Mao Trạch Đông thì bị hư hỏng đáng kể khi hai quả bom xuyên trúng hầm đạn phía trước. Tấn công các sân bay, nếu như hải quân chỉ lo đối phó với tàu ngầm thì lục quân và không quân của lục quân trên đảo của Trung Quốc chỉ đề phòng phá hoại không hề chuẩn bị đối phó với một cuộc tấn công bằng không quân theo lệnh tướng trần thủ biển máy bay trên các sân bay đều được xếp thành từng tốp cánh sát cánh và thẳng hàng với nhau trên những bãi đầu hoàn toàn trống trải bố trí như vậy là để chống phá hoại máy bay nhưng lại tạo ra điều kiện lý tưởng để không quân đối phương tiêu diệt chúng các thủy phi cơ tại căn cứ phú lâm của hải quân cũng xếp hàng thẳng tắp. 7 giờ 50 phút, loạt bom đầu tiên đã rơi xuống sân bay, Tăng cứ chính của các chiến đấu cơ. Các sĩ quan không quân Trung Quốc đang ngủ trong một doanh trại gần sân bay, tròn tỉnh dậy và nhốn nháo hẳn lên. Có người tưởng là động đất, người khác cho rằng máy bay của hải quân diễn tập, nhưng khi chạy ra ngoài thì họ đã hiểu. Các máy bay lực lượng hậu duệ nối tiếp nhau bổ nhào xuống ném bom sân bay. Đó chính là đoàn máy bay ném bom bổ nhào của Trung tá Minh. Những tốp máy bay Trung Quốc đậu sát nhau trên bãi đã bùng cháy. Một số phi công Trung Quốc nâng đệm trải giường lên đầu chạy ra sân bay để cứu cứu máy bay của mình. 7 giờ 55 phút, máy bay hậu duệ thuộc phi đoàn của Trung tá Lê Khang bắt đầu ném bom tấn công sân bay Lô Châu lục quân và không quân trên đảo được báo động gần như cùng lúc với hải quân. Từ các sân bay, quân Trung Quốc dùng bất cứ loại vũ khí nào kiếm được để bắn lên trời. Từ súng máy, súng trường, cho đến cả súng lục, nhưng hỏa lực chủ yếu vẫn dựa vào hơn 80 khẩu pháo phòng không cỡ 3 in, 20 pháo phòng không 37 ly và hơn 100 súng máy cỡ lớn, nhưng vì thiếu tổ chức phối hợp nên không gây thiệt hại đáng kể cho máy bay hậu duệ. Chỉ trong ít phút đầu, các căn cứ không quân của lục quân cũng như các căn cứ không quân của hải quân ở Hoàng Sa và sân bay Lô Châu đều bị tàn phá khủng khiếp. Phối hợp với các máy bay ném bom bổ nhào, các chiến đấu cơ hậu duệ cũng xà xuống, xả súng vào các sân bay và các ổ phòng không. Không một máy bay nào của Hải quân Trung Quốc có thể bay lên được vì hầu hết chúng đã bị phá hủy. Các thủy phi cơ đã chìm hoặc cháy ngay trong nhà để máy bay. Các phi công của hải quân trên đảo Đá Ven mất hết máy bay đã nắp sau các cây cọ để chiến đấu bằng súng lục và súng trường. Trên tất cả các sân bay của lục quân cũng chỉ có 10 máy bay Trung Quốc cất cánh. Trong trận không chiến không cân sức trên bầu trời hoàng sa sáng hôm đó, các máy bay này đã hạ được 11 máy bay hậu duệ trong đó chỉ riêng hai trung úy phi công Trung Quốc đã bắn rơi 5 chiếc và trở thành các anh hùng không quân đầu tiên của quân Trung Quốc trong cuộc chiến tranh này. Khoảng 8 giờ, các pháo đài bay khổng lồ B-17 có bốn động cơ của Trung Quốc mà quân đội Trung Quốc chờ đón đã đến Hoàng Sa sau khi hoàn tất chuyến bay kỷ lục 14 giờ không nghỉ. Thiếu tá Dương Âu chỉ huy phi đội đi trong tốp đầu gồm 6 chiếc. Trong thấy nhiều chiến đấu cơ lượn vòng trên đảo, anh ta nghĩ rằng không quân Trung Quốc ở đây đang bay lên để đón chào đội bay của mình. Nhưng khi các chiến đấu cơ ấy lao vút đến gần các pháo đài bay và bắn xả vào các máy bay Trung Quốc, thì Âu đã nhận rõ tình hình. Các máy bay của Trung Quốc bay tán loạn và vội vã tìm nơi hạ cánh. Chiều đựng cùng một lúc từng tràn đạn súng máy của các máy bay hậu duệ và hỏa lực phòng không Trung Quốc chiếc pháo đài bay của dương âu cùng bốn chiếc khác lần lượt đáp xuống sân bay đá ven giữa những máy bay đang bốc cháy trên mặt đất còn một chiếc bay lên phía bắc và hạ cánh xuống sân bay tri tôn đang bị tàn phá Tớp 6 chiếc pháo đài bay thứ hai do đại úy không quân trung quốc chỉ huy cũng dự định đáp xuống nhưng tình hình nguy hiểm ở đây đã làm cho chúng phải phân tán đi nhiều hướng hai chiếc đến đảo sơn ca nhưng bị bắn mạnh lại phải vòng về và hạ cánh một cách khó khăn trên đường băng quá ngắn của sân bay này. Một chiếc bay lên tận mỏm cực bắc của đảo để đáp xuống một bãi đất hoang gần biển. Ba chiếc còn lại liều mạng hạ cánh tại trung tâm đảo giữa làng đạn phòng không bắn số xã. Trên thân các pháo đài bay ngoài phù hiệu không quân còn có hàng chữ vạn lý trường chinh viết rất lớn. Nhưng trong cơn hoảng loạn, các xạ thủ phòng không Trung Quốc hoặc đã không nhận thấy hoặc cho rằng quân hậu duệ đã sơn lên thân máy bay chữ ấy để đánh lừa họ nhờ có vỏ thép dày và cấu tạo đặc biệt các pháo đài bay trung quốc không bị đạn súng máy và đạn phòng không hủy diệt tất cả đã hạ cánh an toàn với một số tổn thương một lúc sau sau khi hoàn tất việc đưa một đội hạm tàu và các chiến hạm chiến đấu cơ đến đảo hải nam tàu sân bay Sơn Đông Trung Quốc do đô đốc Lâm Bình Chi điều khiển trở về căn cứ. Sáng ngày 7 tháng 7, còn cách Phú Lâm 200 dặm về phía Tây, khi chưa được biết về cuộc tấn công Hoàng Sa, đô đốc Chi của Trung Quốc đã phái một đoàn máy bay gồm 19 chiếc bay về trước để thăm dò tình hình và báo cáo với Bộ Tư lệnh Hạm đội về nhiệm vụ đã hoàn thành. Gần 8 giờ 30 phút, tốc đầu tiên trong số đó gồm sáu máy bay phóng ngư lôi đã tiếp cận Hoàng Sa và chứng kiến một cảnh tượng mà các phi công của đội bay cho là cuộc diễn tập ngày Chủ nhật. Lúc sắp sửa hạ cánh xuống sân bay trên đảo Ngư Lâm, máy bay của họ bị các chiến đấu cơ hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa bám đuôi và bắn số xả đồng thời hỏa lực phòng không Trung Quốc cũng tập trung bắn vào họ. Khi các phi công Trung Quốc hiểu rõ sự tình thì đã muộn, năm máy bay của họ bị bắn rơi thì còn một chiếc đáp xuống sân bay với thương tích đầy mình. Thành phố Phú Lâm chỉ bị một trái bom của lực lượng hậu duệ lạc hướng rơi trúng, còn 40 vụ nổ khác trong thành phố là do lực lượng phòng không Trung Quốc gây ra, làm 68 thường dân chết và bị thương. Đúng 9 giờ 45 phút, tướng Lương Xuân Việt ra lệnh cho tất cả các máy bay hậu duệ quay tụ về Xu Khôi để quay về hạm đội, kết thúc cuộc tấn công tiếng đạn bom im bặt nhưng trên bầu trời hoàng sa vẫn còn một máy bay hậu duệ bay lượn thêm nửa giờ nữa đó là máy bay của tư lệnh hành quân nguyễn tân minh đang xác định lại lần cuối cùng kết quả của trận đánh những đám cháy vẫn còn bốc cao trên cảng làm ông khó quan sát nhưng anh cũng chụp được nhiều bức ảnh tốt việc đánh giá mức độ hủy diệt tại các sân bay tuy khó khăn nhưng thực tế việc trên trời không hề có một máy bay trung quốc nào đã cho thấy được kết quả rõ ràng của cuộc tấn công. Cuộc tập kích kết thúc. Gần 10 giờ sáng, lần lượt các máy bay phóng ngư lôi, các máy bay ném bom và sau cùng là các chiến đấu cơ của đợt tấn công thứ nhất đã quay trở về đoàn chiến hạm Lâm Ngưng Cánh. Một giờ sau, đến lượt các máy bay của đợt hai hạ cánh. Các máy bay vừa mới trở về lập tức được sửa chữa, nạp nhiên liệu lắp vũ khí để chờ lệnh xuất kích. Trung tá Minh lên gặp tướng Việt đề nghị cho hạm đội lưu lại ngoài khơi Hoàng Sa thêm một số ngày nữa để tìm kiếm và tiêu diệt các tàu sông Ba Trung Quốc. Khoảng gần giữa trưa, chiếc máy bay cuối cùng mang số hiệu AI-301 đáp vội vã xuống bông kỳ hạm Lâm Ngương Tánh. Đó là máy bay của thiếu tá Khang, bất chấp những lời nài nỉ và đề nghị của các chỉ huy không quân về một đợt tấn công thứ ba. Đúng 13 giờ, tướng Việt ra lệnh nhổ neo và tất cả các chiến hạm quay sang hướng Tây, thẳng tiến về bờ biển Philippines. Lúc này, bộ tham mưu của tướng Lương Xuân Việt đã có mặt trong buồng chỉ huy tiết giáp hạm Hồ Văn Kỳ với một tấm bản đồ lớn của vùng biển Hoàng Sa trên bàn và một máy khuếch đại âm thanh vô tuyến trên tường. Khoảng 8 giờ, Trung tá Minh ghi nhận tổn thất của Trung Quốc trên một tờ giấy và trao cho tương lệnh đọc thiết chấp hạm ba chiếc chìm bốn chiếc bị hư hại tuần dương hàm hai chiếc bị hư hỏng khu trục hàm hai hoặc ba chiếc bị hư hỏng máy bay, bay bị phá hàng trăm chiếc kết quả của cuộc tập kích 90 phút kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công kết thúc 2.386 sĩ quan và lính bị thiệt mạng trong đó có 55 người là thường dân đa số bị giết khi các quả đạn pháo cao xạ của Trung Quốc không được kích nổ rơi xuống các khu vực dân cư ở Hoàng Sa và thêm 1.139 người khác bị thương, 18 tàu bị đánh chìm hoặc hư hại nặng, cả cả 5 chiếc thiết chấp hạm bị đánh chìm. Trong số 402 máy bay Trung Quốc có mặt tại Hoàng Sa, 188 chiếc bị phá hủy và 159 chiếc bị hư hỏng. 155 trong số đó đậu trên mặt đất, hầu như không có chiếc nào thực sự sẵn sàng để cất cánh nhằm bảo vệ căn cứ. Trong số 33 chiếc thủy phi cơ PBI, 24 chiếc bị phá hủy và 6 chiếc khác bị hư hỏng nặng đến mức không thể sửa chữa. Ba chiếc khác đang phiên đi tuần tra, khi cuộc tấn công xảy ra đã quay trở về an toàn. Pháo phòng không cũng đã bắn nhầm một số máy bay Trung Quốc cả cả năm chiếc xuất phát từ tàu sân bay Lưu Ninh trên đường quay về. Cuộc tấn công của hậu duệ vào các trại binh cũng đã gây thêm một số thương vong. Về phía lực lượng hậu duệ, 55 phi công và 9 thủy thủ tàu ngầm tử trận cùng một người bị bắt làm tù binh. Trong số 414 máy bay tham gia tấn công, 29 chiếc bị rơi trong trận đánh. Trong đó có 9 chiếc trong đợt tấn công thứ nhất và 20 chiếc trong đợt thứ hai cùng 74 chiếc khác bị hư hại, trong đó 42 chiếc không thể sửa chữa. Khả năng thực hiện đợt tấn công thứ ba, Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho quý vị khi có được những cập nhật mới nhất. Thời lượng còn lại cũng trình thời sự là bản tin quốc tế. Ukraine được nhiều hơn mất sau hội nghị thượng đỉnh NATO. Sau hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, dù chưa nhận được lời mời chính thức gia nhập NATO, nhưng Ukraine đã nhận được những cam kết viện trợ quân sự mới cho cuộc phản công đang diễn ra nhằm đẩy lùi lực lượng Nga. Tuột mất cơ hội gia nhập NATO Các lãnh đạo NATO nhất trí sẽ mời Ukraine gia nhập Liên minh quân sự khi các điều kiện nhất định được đáp ứng. Chúng tôi đã tái khẳng định rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên của NATO và nhất trí loại bỏ yêu cầu Kiev phải hoàn thành kế hoạch hành động thành viên MAP. Điều này sẽ rút ngắn con đường trở thành thành viên của Urena. Từ quy trình hai bước xuống chỉ còn một bước. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ gửi lời mời tới Urena khi các đồng minh đồng ý và các điều kiện được đáp ứng. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay. Đáp lại, Tổng thống Zelensky bày tỏ sự thất vọng khi Urena không được mời gia nhập NATO vào thời điểm này ông nói Sẽ thật lố bịch nếu Ogana không được cung cấp khung thời gian cụ thể cho một lời mời gia nhập hoặc tư cách thành viên NATO. Dường như không có sự sẵn sàng nào trong việc mời Urena gia nhập NATO cũng như đưa Urena trở thành thành viên của Liên minh. Điều này có nghĩa là vẫn còn cơ hội để mặc cả tư cách thành viên của Ukraine trong NATO trong các cuộc đàm phán với Nga, Tổng thống Psaki nhận định trước thêm hội nghị thượng đỉnh. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói rằng sẽ không có sự nhất trí nào trong liên minh về việc có nên cho phép Ukraine gia nhập NATO hay không, đặc biệt là vào thời điểm này khi xung đột với Nga vẫn đang tiếp diễn. Vào đầu tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Sana cũng lưu ý rằng dù ông coi việc Ukraine gia nhập NATO là điều có thể diễn ra trong tương lai, nhưng các thành viên liên minh không thể làm như vậy khi có xung đột xảy ra. Dù chưa nhận được lời mời trở thành thành viên NATO ngay lập tức, Ukraine đã nhận được những cam kết bổ sung về viện trợ quân sự và tài chính từ các thành viên của liên minh, thêm vũ khí cho các binh sĩ của chúng ta, bảo vệ nhiều mạng sống hơn cho Ukraine. Chúng ta sẽ có những công cụ phòng thủ quan trọng mới cho Ukraine. Tổng thống Zelensky viết trên Twitter như viện trợ quân sự mới cho Ukraine, giống như Anh, Pháp cũng đã đồng ý cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình tầm xa, có khả năng tấn công các mục tiêu kiên cố ở phía sau tiền tuyến. Ngày 11 tháng 7, Tổng thống Macron nói rằng trước cuộc phản công đang diễn ra của Ukraine, Pháp sẽ tăng cường cung cấp vũ khí và thiết bị bao gồm cả việc chuyển giao cho Ukraine vũ khí có khả năng tấn công sâu hơn. Vào tháng 5, anh đã cam kết gửi tên lửa hành trình Storm Shadow do MBDA System sản xuất Turana. Đây được coi là tên lửa có khả năng tấn công tầm xa nhất mà phương Tây cung cấp Turana, với tầm bắn trên 250 km. Loại tên lửa này được mô tả là có khả năng tàng hình nhất định nhờ kích thước tương đối nhỏ và khả năng bám sát địa hình để tránh radar phát hiện. Tên lửa mang đầu đạn nặng 450 kg có thể phá công trình kiên cố. Nga đã lên tiếng chỉ trích trước thông báo cung cấp tên lửa tầm xa Chugana của Pháp giống như phản ứng trước việc Anh gửi tên lửa Stop Shadow Chugana. Theo quan điểm của chúng tôi, quyết định này là một sai lầm với những hậu quả đối với phía Ukraine. Bởi điều này tất nhiên sẽ buộc chúng tôi phải thực hiện các biện pháp đáp trả. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng cảnh báo rằng các cam kết hỗ trợ mới của NATO dành cho đã làm tăng nguy cơ xung đột lan rộng hơn. Việc phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí cho không thể dẫn tới điều gì khác ngoài ngõ cục. Chiến tranh thế giới thứ ba đang đến gần, ông Medvedev nói. Trong hội nghị thượng đỉnh NATO, Đức thông báo sẽ gửi thêm 40 xe chiến đấu bộ binh Mander 25 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1A5 và 5 phương tiện phục hồi tới Ukraine. Ngoài các phương tiện quân sự, Ukraine sẽ nhận được hai bệ phóng cho hệ thống phòng không Patriot, như đạn dược hơn cũng như các hệ thống chống mìn và chống máy bay không người lái. Ukraine đã nhận được ít nhất hai hệ thống Patriot từ các đồng minh trong những tháng gần đây.